Dạ chào cả nhà nha. Hôm nay em ra video số 88 nha cả nhà. Video hôm nay gồm có là 27 con máy câu ha. Giá bán trong video được bao ship nha cả nhà. Cả nhà nhận hàng kiểm tra và thanh toán ha. Đầu tiên là em lên con máy số 1 nha. Đây, máy số 1 là em có một con Daiwa size spin ha, 2500. Thì con này size thật của nó là tới 3000. Cước số 3 được 150. Con này là đang qua hàng China xuất Nhật nha cả nhà. Thì con máy còn mới tinh nè. Máy mới kèn luôn. Hoạt động. Giơ tay à. ABS đầy đủ nha. Còn giơ tay à. 2 triệu. Tôi quay đổi tay trái phải bình thường nha. Bộ pin sóng để gà đầy đủ nha. Nên với kèn nó chạy một cái dấu nè. Có chạy ra một hai dấu đó thôi là mới tin. Rồi đây là mã số 1 ha, nặng 300 gram, giá là 500.000 bao ship nữa nha. Rồi mã số 1 500.000 bao ship ha. Rồi tiếp đến là mã số 2. Mã số 2 giới thiệu cái nhà con đây qua. Con này là con Regen S nè. 2500 IA thì con này size cũng là size 3000 nha. Đây. Size 3000. Đây cứ số 3 là 150 ha. Đó, con này cũng còn rất là đẹp luôn. Con này là hàng Thái Lan nha. Đó, bình sóng đi ra đầy đủ nha. Con này cũng còn khá là đẹp luôn. Con rất là nhẹ luôn. Đi về hết đầy đủ nha. 2 triệu. Đó là trái phải bình thường nha cả nhà. Máy rất là mới nha. Rồi, đây là mã số 2. Cũng nặng 300 gram, con này 550.000 bao ship nha cả nhà. Hoạt động rất là sướng luôn. Rồi 550 bao ship. Đây qua thì gần. Rồi tiếp đến là mã số 3. Đây mã số 3 giới thiệu cái nhà con Ultega. Giga Advent. Con này là con 2000S. Con máy này rất là đẹp nha cả nhà. Rất là đẹp, ken luôn. Nó có chạy xước một hai dấu nhỏ nhỏ. Đây một dấu. Đây miếng xíu. Đó là hai miếng này. Đó, rất là đẹp luôn. Đây là hàng Malai nhé, hoạt động thì rất là nhẹ. Cái gì dằn trong họng này. Đây hàng Malaysia.
quần sống đi ra để đủ nữa. Chẳng 2 triệu. Máy nó chỉ có chạy 2 dấu đó thôi nha cả nhà. Một dấu là xíu đây ha. Vậy là chút xíu thì cái cạnh này ha. Khó thấy. Còn lại máy rất là đẹp. JBE dây 0.8 vô được 110m, dây số 1 vô được 80. Rồi, con này là mã số 3, đại 260g, giá là 1.3 triệu bao ship nha cả nhà. Tiếp đến là mã số 4. Mã số 4 sẽ có nhà con Frame Kit ha. 2.500, con này 2.500 là có sâu nha cả nhà. Size này size tương đương size 3.000 ha. Đây cứ số 3 cho được 150m. Máy rất là đẹp nha. Một mình sống nè, thử gà đầy đủ. Tổng dòng này rất là nhẹ nha. Hai triệu. Đây là hàng Thái Lan đó nha. Đây mã số 4 là 260g, giá là 1.6 triệu bao ship ha. Đấy, khá là đẹp luôn. Rồi, mã số 4, giá là 1.6 triệu bao ship. Tiếp đến mã số 5. Mã số 5 cũng có một con y hệt vậy luôn. Dream Kit 2.500. Đây, size 3.000. Đây, cứ số 3 vô được 150m. Những con này đánh dây BE thì vô dây rất là nhiều nha. Cái nhà. Mấy con có nông thì nó vô dễ ít, nhưng mà mấy con này vô rất là nhiều. Đây, hoạt động nhà te. Cái dòng này nó em lựa mấy con máy nó đẹp đẹp. Lâu lâu mới mua được mấy con. Rồi, mình sống đi ra đầy đủ cả nha. Đổi tay trái phải bình thường. Rồi, con này mã số 5, 260g, giá cũng là 1.6 triệu bao ship nha cả nhà. Đấy, còn khá là đẹp luôn ha. Tiếp tục đến là mã số 6. Đây, mã số 6 có con Kit Caria 2506. Con này cũng là size nó khoảng size. Con này cũng là size nó khoảng 3.000. Rưỡi 3.000 mà nó là có nông nha cả nhà. Con này thì ta quay đôi. Và rất là đẹp luôn. Khá là đẹp luôn. Iscaria 2506. JBE 0.8 vô được 140m nha cả nhà. Hoạt động thì nhẹ tay ha.
hai chiều, chiều mình sống đi là đầy đủ. Khá là đẹp. Rồi, con này là mã số 6, nặng 260 g, giá này là 1,9 triệu bao ship nha cả nhà. Người ta đến con số 7. Con số 7 cũng là một con Dream Kit 3000, thì con này sẽ 3000, nó tương đương sẽ 4000 Shimano nha cả nhà. Cái số 4 này vô được 150 m nè. Con này cũng vậy, còn rất là đẹp. Mới kèn. Mình sống nè, lý ra đầy đủ. Động siêu nhẹ, dòng sướng. Con này nó có chày nhâm nhâm một hai dấu, một dấu hai dấu. Đó, nó có chày nhâm nhâm một hai dấu gì nha cả nhà. Đây, một số dây của nó. Dây số số dây dây này mà vô dây B vô rất là nhiều luôn á. Dây số 3 được 200, số 4 được 150. Rồi, con này là mã số 7, nặng 300 g, giá là 1,9 triệu bao ship nha cả nhà. Tiếp tục đến mã số 8. Mã số 8 giới thiệu cái nhà một con Cardia 3000. Con này cũng y chang như con Kit thôi. Đây, Cardia 3000 thì cũng là cước số 4 được 150 ha, số 3 được 200. Nguyên sống đi ra đầy đủ nha. Con này thì còn rất là mới luôn, con này có hộp đầy đủ luôn. Còn như thế à, hai chiều. Xe tương đương xe 4000 đó nha. Nó còn rất là mới luôn đó ha. Nó có một cái lỗi đó không chỉ sao. Đây cái hộp của nó đây. Con này có hộp nha. Này ra theo 4.7 nè, nặng 295 g, tải 7 kg, dây số 4 được 150 m nè, dây BE 2.0 được tới 250 m. Con này thì nó chỉ có hộp và sách thôi nha cả nhà. Con này nó có một cái lỗi là nó người ta xài sao không kỹ. Chỗ này là nó có một cái đường cả nhà thấy không? À, nó hơi răng, nó răng chỗ này, cái đường này. Trên cái miếng này không ảnh hưởng gì hết á. Đó, nhưng mà em báo luôn là nó có răng đường xíu đây nè. Đó, em sẽ bán bằng giá những con kia ha. Đây.
sao bác, giá con này là 1,9 triệu nha cả nhà, 1,9 triệu bao ship nha. Con này nó đừng có bị cái đó thì có thể bán trên 2 triệu. Đấy, rất là đẹp luôn. Rồi, mã số 8, giá 1,9 triệu bao ship ha. Tiếp đến là mã số 9. Mã số 9 mình giới thiệu cho nhà con Biomaster 2500. Thì con máy này rất là đẹp. Máy còn rất là đẹp luôn. Tay quay dạng răng. Đảo tay trái phải bình thường nha. Hoạt động như tay em rung. Mình sống nha, lưỡi gà đầy đủ nha. Con này nó có một cái lỗi duy nhất là nó lai cái nắp này nha cả nhà. Cái nắp này không phải của cái đời này, nó vẫn rồi của con Biomaster ha. Nhưng mà nó không phải của cái đời này nha. Cái máy thì cái nắp này của cái đời trước á. Đời trước con này. Đó. Hoạt động thì bình thường. Nó lai cái nắp đó thôi. Không nó phải đúng đời nha. Máy thì rất là đẹp. Cái 2500 nè, về 2.5 cho được 150 nha. Về số 3 được 120. Nó có sâu. Cái này nó có hơi chạy chút xíu ở đây nha. Nó tay quay là dạng răng ha. Đổi tay trái phải bình thường. Cái này cả nhà gắn qua tay trái thì tháo này ra gắn đây mà dặn ngược chiều kia đồng hồ nha. Rồi, vậy thôi. Rồi, con này thì em bán mã số 9 là nặng 260 g, bán giá là 1,6 triệu bao ship nha cả nhà. Cái này hàng mới like ha. Mã số 9 giá 1,6 triệu bao ship. Tiếp đến là mã số 10. Mã số 10 giới thiệu cái nhà một con này ít gặp. Con Radenium CI4 này cả nhà. Chất liệu là chất liệu CI4 ha. Radenium 4000. Đây. Cước số 4 là vô được 100. Cước số 4 vô được 145 m hay gì nữa. Đây. 145 m, cho đây 150 m. Để 2-3 thông số luôn nha, đây dây ni lông rồi, cước số 4 vô được 150 ha. GPE thì 1.5 vô được 320, 2 chấm vô được 270 m. Mình sống đi gà đầy đủ nha. Đó, máy rất là đẹp. Rồi, siêu nhẹ luôn. Chẳng 2 triệu. Ta quay dặn răng nha nha. Đây. Máy rất là nhẹ, chất liệu C4 thì cái máy nó rất là nhẹ nha. Này hàng máy lai. Đây, mã số 10 là 260 g, giá là 2 triệu bao ship nha cả nhà. Size 4000. Tay à. Có
có như đạn bắn này, lỗ 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 lỗ. Rồi, máy số 10, giá là 2 triệu bao ship. Tiếp tục đến mã 11. Mã 11 giới thiệu cả nhà một con máy bé tí. Con này con ALF 1000S. Máy thì cũng còn là khá là đẹp ha, nó có chày một dấu nè. Nó có chày dấu đó thôi. Đồng nhà ta size 1000 có chút xíu à. Để nè, vô bàn tay nhét cái quần đi được luôn. Rồi, con này thì đây hộp của nó đây nhé, size 1000, năm này đời 2007, ra tiêu 5 chấm. Đó. Xài 4 mặt đạn cộng 1 con lăn nha. Nặng 210 g. Cái này tải nè. Nó 1 kg rồi xài. Tải chút ní. GB 0.8 vô được 100 m. Dây số 1 vô được 70 nha. Thì con này á, nó có là một cái tay quay đôi kèm theo một cái cúi cối. Đó, cái cối nè, nhìn thấy ghét rồi chứ. Cái nắp cối đầy đủ nha. Đó, một bộ và một cái tay quay để anh em mình thích tay quay đôi thì gắn vô ha. Đây, túi lông đền các thứ, giấy các thứ. Đó, đầy đủ. Đây, con này mã số 11, nặng 210 g, bán giá là 1,4 triệu bao ship nha cả nhà. Rồi, tiếp tục cái mã 12. Mã 12 có con Biomaster XT3000 tay quay đôi. Cho mình con máy này. Máy này còn tương đối đẹp ha. Khá thôi. Nó có chạy như thế này. Một dấu nè. Ở đây nè. Đây. Đây màu trắng mà nó chày ra thì mình để xa xa nó rất là khó thấy nha. Kê gần vô mới thấy. Một đồng thì ngon lành. Hai chiều. Đó, sống đi ra đầy đủ ha. Thì con này nó vẫn còn hợp. Nó còn hợp là cái giấy. Rồi, vậy thôi. Đây, mã 12. Mã 12 nặng 350 g. Giá là 1,3 triệu bao ship nha cả nhà. Rồi, tiếp đến là mã 13 và 14. 13 và 14 là hai con Serona C3000. Con này là đời 2022. Tay quay đôi nha cả nhà. Hai con này là hai con máy mới tinh nha. Hai con máy chưa sử dụng nha. Để em bỏ ra ngoài thôi. Đây.
của nó đây ha. Radio 5.0 nè, tải 9kg, nặng 275g, chạy 3 bạc đạn của một con lăn ha. Thông số dây nè, đi số 3 cho được 150 nha cả nhà. Đây là hai con máy mới tinh ha, 13 và 14, giá bán là 1.450.000 bao ship nha. Đây, 13 và 14 nha, có được hai con, chung là còn hai con đó. Máy mới tinh chưa sử dụng nha, thì con này em đã ráp tay quay vô rồi nha, con này là chưa ráp. Nó hoạt động thì rất là đã rồi cả nhà. Đó. Rồi. 13 và 14 là 1.450.000 một con. Rồi từ tới 15 cho tới 20. 15 cho tới 20 là em có tổng cộng là 6 con. 15 tới 20 là có 6 con nha cả nhà. Đây là con Sahara C3000. Đó. Đời mới nhất 2022. Dòng tay quay đôi toàn bộ nha cả nhà, 6 con tay quay đôi hết nha. Tay quay là tay quay dạng răng. Hoạt động là siêu nhẹ luôn. Thì con này nó có cái nó lại có cấu tạo của cái chốt trả ngược lại nha cả nhà. Mấy con đời trước thì nó lại không có ha, nó bỏ rồi, giờ cái đời 22 nó làm lại. Đó. Đó, là chốt trả ngược ha. Hoạt động thì rất là đã. Rồi những con máy chưa có sử dụng nha, máy mới. Đó. Từ 15 cho tới 20 ha. Đây, một con gắn tay phải, một con gắn tay trái. Làm cho tới 20. Đây là 15 và 16. Tập của nó đây nha. Thì thông số như sau nè, 5 radio 5 chấm, tải 9kg, nặng 265g, chạy 4 mặt đạn cộng 1 con lăn nha nha. Cứ số 3 được 150 nha. Thì đây là cái dòng máy mới nhất của hàng Sahara 2022. Em bỏ ra hai con. Còn những con này là đây, nó còn nằm ở trong hộp như vậy. Đó, giá em bán này là 1.800.000 bao ship nha cả nhà. Đó, nó còn nằm trong hộp vậy ha. Có hai con em bỏ ra em trưng bày. Đây là con 20, nó còn nằm trong cái bọc của nó vậy nữa nha. Giá là 1.800.000 bao ship nha cả nhà. Rồi. Tục đến mã 21. 21 em cũng là một con máy chưa sử dụng. Mã 21 đây là một con Serona 8000. Nó cũng là một con máy mới tinh nha cả nhà, chưa sử dụng luôn nha. Chiều là 8.000. Radio 4.9 là tải 11kg, nặng 615g, chạy 3 mặt đạn còn 1 con lăn. Dây số 4 vừa được, dây BE số 4 vừa được 300m nha.
dây 0.40-5 vô được 230 mét. Rồi đây giá hiện tại nó bán mình đó 6.000 mấy. Con này là con mới tinh nha cả nhà, đời cũng là 2022 ha. Rồi bán giá là 1.700.000 bao xếp nha. Rồi mã 22. 22 có một con có Rodcat, đây qua Rodcat 4.500. Con này gọi là cối nông mô binh sống nè, mà cái cối nó không có nông nha, nó sâu cái bạ luôn. À, có sâu. Con này cũng là con mới tinh chưa sử dụng nha. Con này nó là hàng China, made in China. Sống lưu dài này đủ. Con này cũng là một con mới tinh chưa có sử dụng nha cả nhà. Số hạt của nó đây nha. Rất cát. Ra theo 4.1 là nặng 640g, tải 15kg nha. Chạy 4 mắt đạn còn 1 con lăn. Dây số 8 là vô được 140m. Đó. Nó không phải là cái khối nông nữa nha, cái khối nó khối sâu. Vô dây số 8 là vô được 140m. Này gắn gì BE là gì, gắn cắm đầu luôn. Đây, 4 mắt đạn. Số 6 được 200, số 8 được 140. Còn này nó còn nó có trong này là đồng đền sắt ha. Rồi mã 22, em bán là giá là 1.300.000 bao ship nha cả nhà. Con này ha, 1.300.000 bao ship. Rồi tiếp đến là mã 23 cũng có là một con có nhau một bên sống. Con này là con đai qua em và em 4.500T. Con này là hàng gia băng nè. Đây, nặng 580g, giá là 900.000 bao ship nha cả nhà. Ngon lành ha. Dạ dạ, em mái luôn. Tay quay đổi tay trái phải bình thường. Hai chiều. Thì con này dưới cái phần bụng đó, nó có xước chút xíu ha. Đó, nó có xước sát đây chút xíu. Rồi vậy thôi, con mái rất là đẹp. Số dây đây, con này cũng là dây số 8 với lượng 150m nha cả nhà. Thì xe tương đương xe 8.000 ha. Đó cũng là cái khối sâu á, nhưng mà là cái khối mà cạn queo ha. Rồi mã 23 giá là 900 bao ship nha cả nhà. Rồi tiếp đến mã 24. 24 là một con cối có nông. Rồi mô binh sống, con này là con binh choi ha.
JBE, JBE số 5 vô được 250, rồi 1.5 chứ 250, số 2 là vô được 200m, dây số 3 là 130m nha cả nhà. Bao gồm Aero Spin Joy, XT. Vì con máy này còn rất là đẹp nha. Màu xanh lẹ, xanh lét nè. Đặng ngon lành, em mở cỏ tay trái phải bình thường. Rồi sống lửa già để đấu. Chiều đẹp với các thứ nè. Rồi con này mã 24, nặng 560g, thì mức giá là 2,2 triệu bao ship nha cả nhà. Mã khá là đẹp ha. Rồi, tiếp đến là mã 25 có con Aeration SW6000HG nữa. Con máy này nói chung này còn tương đối thôi. Mình sắm lưỡi gà này đủ. Có trước là mềm nhẹ nhẹ mấy cái này. Cái này có xíu xíu nè cả nhà. Cắm cái đít này xuống nè. Đó, cái cầu nó cắm vậy xuống nè. Hoạt động này rất là nhẹ mượt ha. Tay quay dặn răng. Đổi tay trái phải bình thường nha. Rồi em mình khoảng 25, nặng 580g, giá là 2,2 triệu bao ship nha cả nhà. Dây số 4, dây về số 4 được 210m, dây đi lông số 6 được 150, 160m, còn rồi cũng mát. Rồi mã 25 giá là 2,2 triệu bao ship. Đến là mã 26. 26 giới thiệu ở nhà con Biomaster đây 8000 PG. Chúng là những con máy còn tương đối, nói chung còn khá đẹp. Và trọng thì khỏi chê, dòng bio mắt tơ mà. Phải quay thôi dặn răng, đổi tay trái phải bình thường nha. Hai chiều. Con này hàng Malay đó nha.
rồi mã 26, nặng 560 g, giá là 2,5 triệu bao ship nha. Giá 2,5 triệu bao ship. Rồi tiếp đến là mã 27, cũng là mã cuối cùng. Mã 27 giới thiệu ở nhà con Biomaster SW8000VG, còn 8000VG nữa nha. Đây con máy này còn tương đối nha. Gẹp keng xuất sắc thì nó không có xuất sắc, mà nó cũng gặp một con máy đẹp thôi. Tạm là nhà te mình sống lưu gà đầy đủ nha. Rồi con này cũng là hàng Mai Lai, tay quay dạng răng. Đây, đổi tay trái phải bình thường nha cả nhà. Rồi con này mã 27, nặng 540 g, giá là 3,2 triệu bao ship nha. Đấy. Rồi em vừa giới thiệu đến cả nhà luôn 27 máy công ha. Cả nhà đặt hàng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc là Zalo nha cả nhà. Số điện thoại có để trong phần tiêu đề nha. Rồi em cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của em. Rồi, chúc cả nhà có nhiều niềm vui và sức khỏe nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà ở một video tiếp theo ha. Bye bye.